Ken đã quay trở lại với quý vị rồi đây. Chúng ta đã trải qua 7 đêm thi, một khoảng thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ để cho các cặp thí sinh của chúng ta hiểu nhau hơn và có những cái phần song ca ăn ý hơn. Và đêm nay là đêm thi thứ 8, hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều những tiết mục bùng nổ gửi đến cho quý vị. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón hai giám khảo chính của chương trình, diễn viên MC Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Hòa Minzy. Anh Nghĩa thân mến, Hòa... Ủa anh tìm gì vậy anh Nghĩa? May quá anh Nghĩa ơi. Anh tìm coi có rơi cọng lông ngỗng nào hay không. Không là em phải đền nó. Tuần trước, cái tuần thứ 7 thì em có mặc một cái bộ trang phục cũng làm đồ mượn thôi mọi người nhá. Là của nhà thiết kế Phương My. Chúng ta có thể nhắc lại đoạn này bằng một đoạn tua lại. Nhưng mà câu chuyện không mở dừng lại ở cái cảm xúc của tôi, mà nó dừng lại ở cái việc là cái màu da của Trịnh Dung đã dính lên váy của tôi. Wow. Tôi đang phải đàm phán để làm thế nào để có thể bớt được số tiền để đền nhà thầy trọ. Hôm nay tôi rất là mong chờ đến tiết mục của Trịnh Tú Trung để tôi có thể gặp lại. À em ơi, hôm nay anh nhớ rằng hình như là sẽ có một cặp thí sinh của chúng ta hóa thân thành một nghệ sĩ người da màu, một nghệ sĩ da màu. À, là hình như Trịnh Tú Trung luôn. Anh ơi, Trịnh Tú Trung với Sĩ Luân, mà Trịnh Tú Trung thường rất là thích xuống bàn giám khảo để mà giao lưu. Đúng rồi, em phải làm thế nào bây giờ? Với hôm nay cũng là một bộ váy trắng, cũng là đồ mượn thôi anh Nghĩa. Anh nghĩ rằng em sẽ nên đổi chỗ với khách mời của chúng ta ngày hôm nay đi, nha, an toàn hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ mời đến đây một giám khảo khách mời. Và cái vị giám khảo khách mời này được mệnh danh là có rất nhiều cái cuống họng. Không biết mọi người nghe có quen quen không? À, là tức là làm được nhiều nhân vật khác nhau á hả? Đúng, rất nổi tiếng ở trong những cái mùa trước. Vậy, thí sinh của chương trình luôn. Đúng là thí sinh của chương trình, gọi là cựu thí sinh. Vậy em đoán sẽ làm chị Hà Thúy Anh. Bởi vì chị Hà Thúy Anh ở trong năm thi của em là thật sự là một người có khoảng tầm 6 cái cuống họng. Hà Thúy Anh cũng là một trong những gương mặt gọi là xuất sắc, dạ, của gương mặt tương quen. Chị Thanh Lam với cả chị Phương Thanh. Đúng. Gọi là... Nhưng mà vẫn còn có một người nữa mà còn có thể nói là đa dạng hơn cả Hà Thúy Anh. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đón vị giám khảo này ra sân khấu, chúng ta sẽ biết ngay là ai. Xin mời giám khảo khách mời. Thủy. Wow, vậy là Nhật Thủy có bao nhiêu cuống họng hả anh Nghĩa? Rất là nhiều em mà. Rất là nhiều. Chương trình cái mùa mà Nhật Thủy thi ấy, thì bao nhiêu tập phát sóng thì có thể xem như Nhật Thủy có bấy nhiêu cái cuống họng đấy. Không cả mùa trước nữa anh ạ. Không không, chưa kể là một tiết mục có đến 2-3 cuống họng khác nhau nữa chứ không phải là tùy từng tập, có tập là 2-3 giọng nha. Chị Nhật Thủy thì vô cùng xuất sắc rồi, gọi là quá nổi tiếng với những cái việc là hóa thân người khác. Mà hóa thân bình thường đâu ai nói gì, hóa thân là hóa thân gần như là giống đến phải là 99% luôn á. Khủng. Cô là cứ khéo nói thật thế sự, chứ. Thật sự. Hai nhân vật này không khủng à mọi người? Thì khủng thì mới ngồi ban giám khảo chứ đúng rồi. Vậy cho nên là hôm nay biết Hòa mặc màu trắng thì đã bồi hồi chọn màu áo đen để đỡ bị lép vế mọi người. Wow. Trắng gì mà tỏa sáng thế. Lâu lâu chị em mới gặp lại nhưng mà không ngờ là chị cũng có ý đồ để có thể làm nổi bật hơn em. Ủa nghe nè, hai chị em có thật sự là thân với nhau không vậy? Không, em thân lắm. Ừ. 6 năm rồi mới gặp lại. Thấy cái cách nói chuyện mình có vẻ như là không có được thân cho lắm. Không đó, có, đúng anh không? Rất là thân. Hòa Minzy này đẹp lắm. Nhật Thủy cũng vậy. Vậy thì sẵn ngày hôm nay hai chị em cơ hội gặp lại nhau thì chúng mình làm một trận combat. Ok, bây giờ chị muốn hát bài gì? Em muốn bài gì nè? Thủy muốn bài gì? Em bài gì nè? Chị bài gì? Trời ơi. Bây giờ cái chuyện chọn bài này thôi mà nó thể kéo dài tới 3-4 tập luôn đó. Anh nghĩ chọn bài gì? Một cái bài rất là quen thuộc của Lương Bích Hữu, Dầm Trong Tim, được chưa? À. Chị trước đi, em đi. Thái chị trước nha, đi. Thái độ luôn nha. Trận đấu bắt đầu. Xin mời Thiên Nga Trắng. Ồ vậy hả? Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dầm trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh quá dài. Ủa, nó hát hết của em rồi. Hát hết của em luôn.
Không sao, cũng đoạn đó mà bây giờ với Nhật Thủy thì Lương Bích Hữu sẽ quay trở về đây như thế nào? Xin mời! Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dằm trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi cho chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh, vì không biết yêu anh quá dài khờ. Rất xuất sắc và rất là may mắn khi mà được đứng ở trên sân khấu gương mặt thân quen để mà nghe hai người hát như thế này. Vâng, xin mời ban giám khảo chúng ta về vị trí ạ. Quý vị thân mến, phải nói rằng những cái phần trình diễn vừa rồi đã đi vào lịch sử của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Và ở Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022 năm nay, chắc chắn là sẽ còn rất nhiều phần thể hiện có thể đi vào lịch sử được nữa. Không để quý vị chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên, cùng chào đón đội của Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân, cùng xem rằng một tuần qua họ đã làm gì và họ đã tập luyện như thế nào quý vị nhé. Eo ơi, khó thế. Tuần này thì con chọn bấm chọn chúng chú Chippy Chicker thì một nhân vật rất là khó với một điều nhảy huyền thoại đó được nhảy twist. Và cứ trông ra có một bài hát đó là Let's Twist Again thì một bài hát rất là khó. Có một điều mà chúng cảm thấy rõ ràng nhất ở Sĩ Luân đó là luôn bị thắng rối nào không lo. Lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng hồi hộp và lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng hết. Và nhiệm vụ của mình là phải làm sao cho con cảm thấy thật là thoải mái, con phải thả lỏng ra, con phải xem đây thật sự là một sân chơi, con phải xem đây là một nơi để mình thể hiện tài năng của mình. Cái bài hát này nó có một cái vấn đề đó là phải nhảy liên tục. Mọi người xem ở trên sân khấu là có 3 phút là không có một giây nào là ngừng nhảy cả. Luôn về tập luyện ngày đêm, còn đi tập thể dục nữa mọi người, đi ra phòng tập thể dục chạy bộ, chạy quá trời chạy luôn. Thì mình biết được là con rất là chịu khó và con rất là siêng năng với cái tiết mục của mình, cảm thấy rất là mừng. Sau 3 tuần kết hợp với chú Trung và tuần là tuần thứ 4 thì con thấy chú Trung rất là dễ thương, chú Trung rất là chăm chỉ tập và con với chú Trung kiểu rất là hợp với nhau á, tập nó rất là ăn ý với nhau ạ. Và con mong sự ăn ý này sẽ được thể hiện trong tuần này bài hát Chippy Chicker Let's Twist Again của đội con.
Và đó là Chupi Checker qua phần hóa thân của Trinh Tú Trung, Sĩ Luân. Hẳn đây là một cái ca khúc rất là vui nhộn để mở đầu chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Let's Twist Again là một ca khúc được phát hành vào những thập niên 60, có nghĩa là một cái khoảng thời gian mà cách chúng ta rất là xa. Vậy chắc hẳn là chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn trong cái quá trình tập luyện đúng không ạ? Dạ khó hay không không biết, mà em biết là em phải nhảy cái bài này bằng tổng cái số lần nhảy múa trong cuộc đời em cộng lại á. Quá mệt thực sự. Không, nhưng mà kết quả là chúng ta đem lại được những cái phút giây rất là vui nhộn ở trên sân khấu đúng không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ý kiến của các vị ban giám khảo. Xin mời chị Nhật Thủy. Cô thì chúc mừng chị luôn với phần trình diễn mở màn ngày hôm nay. Nói chung là con làm cô rất là hài lòng với phần trình diễn này. Và cảm ơn anh Trung đã hỗ trợ bé. Anh cũng rất là tuyệt vời. Hình như là bài hát này xong anh tập là anh bị giảm mất mấy ký đúng không? Em thấy anh ấy á. Không, anh xuống nhiều ký lắm nhờ cái bài này đó. Bài này là nhảy từ đầu cuối bài là rất là mệt. Chứ cần nói là hát luôn đó mọi người. Dạ mệt quá. Mà làm mệt. Tròn trịa được trên đúng sân khấu từ đấy đến cái phút cuối mà dạ, vẫn vâng. Nở nụ cười tươi này là phải nói là dành một lời khen cho tiết mục này. Cảm ơn hai người rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Nhật Thủy. Hoàng Minh Di thì sao em? À, em thì có một lời cảm ơn đến Trình Tú Trung vì đã không xuống đây ngồi. À vì cái bài nó ngắn quá và không có khoảng thời gian trống. Bây giờ em muốn vẫn kịp đấy. Anh có muốn đáp lại cái lời cảm ơn đó bằng một cái ôm không? Anh vẫn muốn ôm Hòa lắm. Một cái ôm. Em xin anh, lần sau cuối em xin anh hãy chuyển tiền cho em. Cảm ơn đi. Nói chung là ngày hôm nay thì mới làn da đen này, tóc này, khuôn mặt, nụ cười, tất cả mọi thứ thì bên ngoài hồng như là cô Hòa nhìn thấy cũng khá là tương đồng với ông rồi đó. Còn lại thì về vũ đạo ngày này kia thì cô Hòa rất là khen bởi vì là con giữ giọng rất là chắc xuyên suốt cả một bài mà không hề bị hụt hơi, mà cố gắng là nhảy rất là nhiều như thế mà con vẫn làm được điều đó thì rất là đáng khích lệ. Chúc mừng hai chú cháu với một tiết mục mở màn rất là dễ thương. Giống như tuần trước chú Nghĩa đã từng nói khi mà con hóa thân thành chú Đàm Vĩnh Hưng, nhớ không? Đây mới là cái kiểu của con, cái phong cách của con. Có thể nó sẽ là một cái thế mạnh của con về sau này. Nếu như mà mình tìm được đúng cái chìa khóa để mình mở cửa cho cánh cửa thành công của mình á, thì có thể đây sẽ là cánh cửa đó đó con. Tuần trước cũng như thế và tuần này cũng như thế. Có vẻ như là những cái bài hát mà nó mang một cái nguồn năng lượng, nó sôi nổi, nó sung, nó kích động mọi người, có thể cùng hòa theo âm nhạc, cùng hòa theo những vũ điệu, thì nó sẽ là thế mạnh của con trong tương lai đó. Cho nên ngày hôm nay con cũng làm rất là tốt và tròn trịa cái phần trình diễn của mình. Và kể cả cái giọng hát, thấy rằng là con lẫn thầy của con là chú Trịnh Tú Trung, hai người cũng đang cố để cho cái giọng nó trở nên nó ồm hơn, nó dày hơn và giữ như thế để mà hát. Mà chú Trung là gần còn lố hơn con nữa. Nghe cái giọng của Trịnh Tú Trung là có cảm giác như cái ông Super Checker này là ở cái độ tuổi mà già hơn. Đó. Già hơn còn ông lúc đó. Già hơn đó. Ông lúc đó. Biệt là thích cái thần thái thể hiện trên gương mặt á. À, hai người lúc nào cũng giữ cái mặt thế này nè. À, cái mặt hơn hớn hớn như vậy nè. Và một lần nữa thầy của con cũng làm lỗ hơn con. Con làm cái gương mặt à hơn hớn như vậy thôi, nhưng mà thầy của con á, ngoài cái hơn hớn ra nó còn có cái gì đó mà làm cho người ta cảm thấy run sợ nữa. Lúc nào cũng vậy nè. À, con thì hơn hớn, còn thầy con thì hô hố. Giống như là con năm tuần trước thì ấu dè, còn thầy con là ấu dè. Tại vì Luân có răng, tức là Luân chỉ cần đưa nhẹ là đưa răng thôi, là con làm thử cho cô chứ rồi. Còn anh đưa ra nó không ra răng. Răng anh đâu? Anh bị móm hay anh phải gì nè. Tại cái thời điểm mà phát hành cái ca khúc này á, là ông ấy mới có 20 tuổi thôi, còn hiện tại ông ấy 81 tuổi là phiên bản này. Thì đó, dạ, thì không đó, còn đó, răng đó anh Nghĩa có nói đó. Chính vì như Trung cũng biết rằng là mình hơi móm, cái răng nó không thấy rõ bằng bé Luân, cho nên là Trung phải làm lố hơn một tí. Dạ. Để người ta nhìn thấy cái răng, bởi vì khi thấy cái răng thì cái miệng mới tươi, thì cái mặt mới rạng rỡ giống như cái kiểu của nhân vật được. Và hai cái gương mặt này giữ đúng cái kiểu đó đến hết bài luôn. Mà em làm thử rồi mỏi miệng lắm. Mỏi lắm em. Mà không hiểu sao giữ được. Đấy là điểm cộng rồi. Cộng em nghĩ rồi. Như thế. Ok, một cái mục của mày. Tụi coi. Rất là nhiều lời khen luôn. Thì không biết là mình học cái điệu nhảy xoắn twist để nó có khó không? Bây giờ con thử dạy cô Hòa con, xem cô Hòa rồi, có nhảy rồi, được không? Hòa với lại chú Nghĩa ra nhảy cùng con đi. Cô Hòa bấm cái đầm này sao nhảy được. Con xin nói là hôm nay con xin phép là cô ngồi đây, chú Nghĩa lên giùm cô Hòa. Ok, chú Nghĩa lên thì được. Là lại mặc vest là cho nó đồng bộ rồi, nhờ. Đúng rồi. Không, hai cái áo đầm đó không có nhảy được cái này đâu. Rồi, bây giờ con hướng dẫn đi. Anh Nghĩa ơi, không phải như thế anh Nghĩa ơi. Này, thế này. Không còn kiếm chân nhiều quá như vậy anh Nghĩa. Ừ cũng có kiếm. Ủa không kiếm chân thì làm sao mà lắc được em? Nó phải đứng trên cái gần như đứng trên cái mũi chân anh của mình. Cười nữa. Đó là
tuyệt vời. Một tràng pháo tay thật lớn cho Ngọc Khả Đại Nghĩa. Tôi nhảy là 2, 3. Rất là nổi tiếng và cho đến tận bây giờ mọi người vẫn rất là hâm mộ cái điệu nhảy. Đúng. Này. Và cái thời điểm mà lúc mà anh nhớ anh khoảng chừng mười mấy tuổi á, thì lúc đó là anh cũng nghe cái bài này rất là nhiều. Nó gần như là một cái trào lưu. Lúc đó đi đến đâu cũng nghe bài này và người ta hay cái nhảy điệu này lắm. Mà nhảy điệu này cái thời điểm đó là rất là sành điệu đúng không anh? Đúng. Cảm ơn hai thầy trò team Trịnh Tú Trung đã mang đến một cái phần trình diễn hết sức là vui nhộn cho tiết mục mở màn ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca và đây là đêm thi thứ 8. Anh Đại Nghĩa thân mến, sắp tới chúng ta sẽ được gặp một nhân vật mà em nghĩ là rất quen thuộc với anh. Không biết là anh có chuyện kỷ niệm nào đó vui vui với nghệ sĩ Bạch Long không? Trời ơi, với ai chia với anh Bạch Long thì rất là nhiều. Là bởi vì anh với anh Long là gắn bó với nhau trên sân khấu kịch IDCAP 17 năm. Và đó cũng là khoảng thời gian mà anh với anh Long làm việc chung với nhau rất nhiều. Những cái vở diễn, từ những vở diễn dành cho người lớn đến những cái vở diễn dành cho trẻ em trong cái chuỗi chương trình ngày xưa. Em nghĩ là nhiều kỷ niệm với chú Bạch Long như vậy thì chắc hẳn ngày hôm nay thì giám khảo Đại Nghĩa sẽ là một giám khảo rất khó tính khi mà chấm cái nhân vật Bạch Long sắp được hóa thân trên sân khấu đúng không ạ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một trích đoạn trong vở Hoàng tử Ai Cập, nhân vật vua bọ cạp được thể hiện bởi Phượng Vũ và bé Khả Hân. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Đây là team Phượng Vũ và Khả Hân. Trong tuần này thì Phượng Vũ và Khả Hân lựa chọn một tiết mục rất là dễ thương, rất là vui. Đó là tiết mục Vua Bọ Cạp. Và với tiết mục này, Khả Hân sẽ hóa thân thành chú Bạch Long. Chỉ hơi càng nhẹ thôi mà những cái lúc khà là nó cách nhau ra, ví dụ như lúc chú giọng trong, lúc chú giọng khà, lúc chú giọng trong, lúc chú giọng khà, nên là khó giả lắm. Cũng là một cái thử thách rất là khó khăn đối với cả anh đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là gì? Vui là chính. Cô chắc chắn là dù sao thì cô trò mình tối ngày hôm nay sẽ mang lại cho khán giả xem truyền hình là nhiều tiếng cười. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng quay về tuổi thơ và xem lại clip gốc của tiết mục này. Ngọn nến vàng, con ngọn nến đỏ, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình dân quá tiêu. Nàng như cần câu yêu cá như lá yêu sâu. Làm gì vậy? Đua xe à, hả? Vào việc đi. Đập lắp lê. Lắp mềm liệu clip được phép. Lắp lâu. Lịch. Và sau đây phần trình diễn xin được phép bắt đầu. Ta sinh ra thì ta gọi đó là một con bò. Ta đang nằm ăn cỏ
Trời ơi, nếu nàng chết đi thì ta đây ham sống làm chi nùa. Hoàng hậu ơi đừng sanh hôm nay khi pháo hoa đã nổ giáng. Đừng sanh hôm nay ta rất buồn, nàng là ánh trăng trong, là tia nắng ấm, là ngọn nến xanh. Ta ngọn nến vàng, con ngọn nến đỏ, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình văn hóa. Ta yêu nàng như cần câu, yêu cá như lá, yêu sao như châu yêu cột. Nàng đi bước một ta đi bước hai, nàng đi bước ba ta đi bước bốn. Nàng trốn trong nhà ta tìm ngoài ngõ, nàng nằm trên cỏ ta ngủ trên bàn. Nàng mặc áo vàng ta mặc áo đỏ, nàng yêu con thỏ ta mến con gà. Nàng ăn trái cà ta ăn trái quýt, nàng thích con nít ta yêu trẻ thơ. Nàng ăn trái mơ ta ăn trái cốc, nàng là con sóc ta là con dê. Nàng cười hê hê ta cười ha hả, nàng ăn miếng chả ta ăn miếng nem. Hai đứa cùng xem chuyện tranh nho nhỏ, nàng nghe cho rõ ta nói nàng nghe. Nàng nghe ta nói sao nàng không nghe, làm sao ta nói nàng ơi nghe đi thì ta mới nói. Ta nói nàng nghe ta nói là ta đã hết hơi rồi. Một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ Bạch Long, nghệ sĩ Hữu Châu, nghệ sĩ Thanh Lộc. Xin cảm ơn các bạn phụ diễn rất nhiều vì đã góp phần thành công cho tiết mục này. Ôi, cá gặp nước nữa anh Nghĩa. Mê lắm, thích diễn lắm. Thôi em mời giám khảo Đại Nghĩa sẽ nói trước ạ. Khá hơn, cái bộ đồ này là bộ đồ của chú Bạch Long luôn á, phải không con? Tại vì chú Bạch Long thì chú Nghĩa nghĩ rằng là chắc cũng cùng size với con. Chú Bạch Long thì cũng thấp thấp người thôi, mà tròn tròn người nữa thì rất là giống với Khả Hân. Cho nên hồi nãy khi mà Khả Hân từ bên trong cái lồng mà bước ra bên ngoài là chú Nghĩa mắc cười. Là bởi vì chú Nghĩa cảm thấy rằng là giống như chú Bạch Long đang đến đây để mà diễn cho mọi người xem vậy đó. Cái gương mặt của con nó tròn tròn, nó rất giống chú Long luôn. Rồi bên cạnh đó cô Phượng Vũ của mày. Cô Phượng Vũ thì hóa trang cái nét này thì đúng cái nét nghệ sĩ Thành Lộc đã diễn. Và ngay kể cả cái phong cách mà cô Phượng Vũ đang thể hiện cũng là như vậy. Đây là cái nhân vật bò em cạp bất ngờ câm luôn. Nhân vật bò cạp câm, còn cái nhân vật cao cao kia là nhân vật bò cạp diêm dúa mà anh Hữu Châu diễn á. Thì cũng may mắn là các bạn không biết tìm đâu ra một canh chàng mà cao cao mà cái gương mặt cũng hao hao anh Hữu Châu. Cho nên là khi mà cái giọng cũng giống đấy, cái giọng cũng giống giống, cái cách bạn ấy nhấn nhá đó thì mình nghe cũng ra được cái âm sắc của chú Hữu Châu. Cho nên là khi mà các bạn bước ra diễn tự nhiên làm cho mình bồi hồi. Mình bồi hồi mình nhớ về cái vở diễn này. Về cái phần diễn á, thì Khả Hân làm rất là tốt. Bởi vì thứ nhất là cái đoạn này nó cũng ngắn thôi. Con cũng không có phải biểu diễn quá nhiều về mặt nhân vật hoặc là về mặt tâm lý nhân vật. Chỉ là hình thể và cái sự duyên dáng của nghệ sĩ Bạch Long qua cái nhân vật vua bò cạp thì con làm rất là tốt. Về cái phần hát có thể xem như là cái đoạn đinh trong cái vở này. Hồi đó mỗi khi mà cái đoạn nhạc này cất lên là tất cả diễn viên hai bên sân khấu túa ra bên cánh gà đó để mà xem. Bởi vì cái đoạn này vui lắm. Thì ngày hôm nay con làm cái điều đó cũng rất là tốt. Chỉ là khi mình hát live thì mình không có được một cái hơi dài như vậy thôi. Chỉ có cái đó thôi, chứ còn những cái phần còn lại thì con làm rất là tốt. Yeah. Chúng ta đã nhận được rất nhiều những lời khen đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Và cùng xem là giám khảo Hà Minh Di sẽ dành cho chúng ta những lời khen gì nha. Thật ra là lời khen đầu tiên là xin được dành cho team hóa trang của đội ngày hôm nay, quá xuất sắc luôn. Giống. Từ nãy là cô cũng cứ đang hỏi là cái môi của con ở đâu. Tại sao này nó lại trễ xuống nhiều như thế? Mà sao lại nhìn giống răng răng. Dạ, rằng sao lại có thể nhìn giống nhân vật gốc của chúng ta như thế? Thật sự là lúc con bước ra nhìn quá giống đi. Hóa ra là team hóa trang đã giúp con là kẻ xuống bên dưới cằm đúng không? Dạ. Đúng không? Đứng ngồi xa cũng không nhìn rõ nhưng mà đã kẻ xuống. Làm cho mọi thứ ở đây khi mà khán giả được trực tiếp xem con và cô Hoàng cũng thế. Xem con ở đây thì nhìn rất là giống nhân vật gốc. Có một cái điểm nữa mà em muốn khen cả hơn đó chính là thuộc lời. Cái đoạn thoại này như anh Nghĩa nói là 2, 3, 4 phút mà mình hát một hơi là không có thể nào mà làm được rồi. Nhưng mà con nhớ lời. Nhớ lời từ đầu đến cuối mà nói ra nó hài chứ không phải là chỉ là đọc thuộc nữa. Cái này là cô Hòa rất là khen luôn. Khả Hân đã rất là vất vả trong một tuần nay để có thể học lời đúng không? Rồi có thể đọc theo nhịp này. Sau khi thuộc lời xong lại còn phải học diễn nữa này. Xong rồi lại còn phải hát nữa này. Chắc là Khả Hân đã tập rất là vất vả. Nhưng cô Hòa muốn nghe Khả Hân chia sẻ một chút về một tuần qua của con.
Dạ, mà một tuần qua của con thì mẹ con có kể cho con nghe một chuyện là tự nhiên á, buổi tối mẹ con đang nằm bấm điện thoại để coi tin trên mạng đồ á, cái xong rồi tự nhiên á, cái con ơi, Hoàng hậu ơi đừng xanh hôm nay khi pháo hoa đã nổ nha. Mà con chỉ hát mỗi câu đó mà mẹ con bảo là định chụp cái máy lên để quay mà quay lại không kịp. Tầm nào, cô Hòa cũng thấy cái năng lượng của con rất là nhiều. Cái đó là một cái mà cô Hòa hy vọng là con sẽ giữ từ bây giờ đến tận cuối chương trình luôn. Ngày hôm nay thì những cái phân tích về nghệ sĩ Bạch Long thì chú Nghĩa đã nói cho con rất là nhiều những câu chuyện để con có thể hiểu hơn về tiết mục mà mình vừa trình diễn. Còn cô Hòa chỉ muốn dành lời khen cho con và cô Phượng Vũ thôi. Hai cô trò quá là duyên dáng và hai cô trò đúng là một nhân tố không không thể thiếu được trong chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay. Cứ bất cứ lúc nào mà bước lên sân khấu là năng lượng đúng không cô Hòa? Và không chỉ ở trên sân khấu đâu, ở hậu trường cũng y chang như vậy. Ngày hôm nay cái sự khổ luyện của mình bỏ ra như thế mà được điểm 12 của cô Hòa thì tốt biết bao ha con ha. Dạ. Rồi bây giờ thì mình cùng lắng nghe giám khảo Nhật Thủy sẽ có nhận xét gì về phần trình diễn của con nha. Nhưng như là diễn xuất là trong máu của bé rồi thì vậy. Tức là các cô ngồi đây muốn dành lời khen nhiều hơn là nhận xét. Bởi vì các bạn còn nhỏ mà đã thử sức, anh đúng không? Những cái vai diễn mà toàn những nghệ sĩ, người ta gạo cội, người ta nhiều kinh nghiệm, người ta diễn đi, không nói gì. Đây các bạn còn bé, các bạn đầy bản lĩnh diễn không có run. Diễn rất là tự nhiên luôn, làm chủ sân khấu. Và câu diễn không quên một chút nào cả. Đấy là một cái tài năng mà các bạn có. Thì cô Nhật Thủy chỉ biết dành lời khen cho mọi người thôi. Con cảm ơn cô. Xin cảm ơn rất nhiều lời khen từ ba vị ban giám khảo. Và một lần nữa tràng pháo tay thật lớn dành cho Phượng Vũ, Khả Hân. Quý vị thân mến, ngay trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen lúc này, chúng ta hãy cùng gặp lại một nghệ sĩ nhân dân mà với bà thì dân ca quan họ là lẽ sống của đời mình. Cùng chào đón trên sân khấu, Tùng Anh và Gia Như sẽ hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trong một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, Khách Đến Chơi Nhà. Chú, sao chú lại ở trong phòng như vậy? Đang suy nghĩ, đang rất đau đầu đây. Nhảy rất là bốc lửa rồi. Dạ vâng. Lần sau mình có muốn là mình sẽ điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, truyền cảm hơn không? Dạ vâng. Ok, chúc con may mắn. Sẵn sàng nha. 3, 2, 1, xin mời. Đây một nghệ sĩ mà dân ca quan họ nổi tiếng miền Bắc mình, nhất là Bắc Ninh. Ca khúc mà để mọi người biết nhiều nhất về quan họ Bắc Ninh thì Mấy Nước Quỳ Chồng này, là Khách Đến Chơi Nhà đấy. Thế là hai cái ca khúc mà chúng nghĩ nãy giờ thì chúng muốn kết hợp hai ca khúc này với nhau để tạo nên ca khúc trung tuần này. Thôi bây giờ cứ xem clip gốc nhỉ, xem xong thì mình xem ca khúc này. Hợp lý luôn. Và con thấy qua cái bài hát này mà có thể thể hiện được cái nét đẹp, cái nét đặc trưng của người con gái quan họ Bắc Ninh. Mọi người ơi, mọi người hãy cùng đón xem hai tụi cháu con một lượt ủng hộ, hai tụi cháu con hết mình nha. Yeah.
Một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương. Xin cảm ơn phần trợ diễn của Vũ Đoàn Ô. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chị Thủy thân mến, Hòa thân mến, là những người con của Bắc Bộ thì chắc hẳn là chúng ta rất quen thuộc với những cái làn điệu của nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương. Hồi nhỏ được nghe rất là nhiều. Thế thì bây giờ mình mời Quế Võ Bắc Ninh nhé. Làn điệu dân ca quan họ là đã được UNESCO công nhận rồi. Nó là một cái làn điệu mà khi mà chúng ta nghe thì chúng ta luôn luôn say đắm với nó. Và hôm nay làn điệu dân ca quan họ được vang lên tại sân khấu Gương Mặt Thân Quen thì thật sự em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là xúc động vì được nghe và giống như là đang được ở quê hương của mình vậy. Có thể nói là gương mặt của Gia Như ngày hôm nay nó cũng có cái nét rất là tươi giống như là cô Thúy Hương. Nhưng mà có cái là cô Thúy Hương thì nhìn cô đằm hơn, mình cái nụ cười của cô ấy bình tĩnh từ chậm rãi hơn, tươi hơn xíu nữa là gần như là nhìn rất là giống cô Thúy Hương rồi đấy. Về giọng hát á, cô Thúy Hương thì cô hát không quá điệu đà nha. Đúng rồi, cô hát rất là thẳng. Cô hát rất là thẳng chữ và mọi thứ âm thanh mình cảm thấy nó ngay ở phía đằng này này. Nó ngay ở cái vòm họng và lên mũi ở phía bên ngoài này. Vì là ba bốn người là người ngồi đây. Mà cô Thúy Hương thì khác ra như một xíu ngày hôm nay trên sân khấu là cô rất ít dùng giọng gió. Mà thường là cô sẽ hát thẳng cái hơi của mình ra, hát rất là rõ ràng, rành mạch câu chữ. Thì ngày hôm nay con đã làm một tiết mục làn điệu dân ca quan họ rất là hay rồi. Nhưng mà để có thể giống và đầm được như cô Thúy Hương thì chắc chắn mình sẽ phải cần một cái thời gian nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn thì mình mới có thể giống được như vậy. Và nhỡ đâu sau khoảng tầm 5 năm, 7 năm nữa khi mà con đã lớn hơn, con đã quen với sân khấu hơn và nếu con muốn quay trở lại làn điệu dân ca quan họ thì cô Hòa cũng có thể chỉ cho con hoặc là tìm người để chỉ cho con để mình có thể hát hay hơn và cũng như là mình có thể gặp nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương. Nha, chúc mừng một tiết mục rất là hay, rất là đầm thắm. Nói gì nói chứ cô Hòa Minh Di cũng là một người mà hát là những cái làn điệu dân ca quan họ rất hay và thực sự là có những cái video Long xem Hòa mà Long cảm thấy rất là khâm phục. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét của giám khảo Nhật Thủy. Xin mời chị. Xin được cảm ơn phần trình diễn của hai bạn. Thực sự khi mà cái làn điệu dân ca quan họ cất lên thì Thủy hơi xúc động một chút. Tại vì nhớ cái thời còn bé là ở với ông bà, có ông bà ba mẹ ạ, mà chưa phải đi xa là cứ đến giờ ăn cơm buổi trưa nghe trên đài đúng rồi. Bây chương trình phát thanh đấy, làn điệu dân ca quan họ thì nó in vào trong tuổi thơ rồi. Thì khi hai bạn lên đây thì mình rất là xúc động và cảm ơn tiết mục của các bạn để cho mọi người xem có thể tự hào hơn và hiểu hơn về văn hóa dân tộc của đất nước mình, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Gia Như thì đã làm được tròn trịa cái phần biểu diễn, đó là con có cái sự đầm thắm
trong cách di chuyển, cách đưa tay, cách mời chầu, các thứ theo đúng cái phong thái của người con gái Bắc Ninh đó. Lại kết hợp với lại anh nghệ sĩ Tùng Anh thì quá là xuất sắc khi mà hát thể loại dân ca con Bắc Ninh rồi. Tùng Anh hát rất là hay rồi. Thì hai bạn đã kết hợp với nhau trông rất là tình và làm cho người nghe xem cứ bị cuốn theo, nhiều khi quên mất là bạn đang là Thi. Nhưng mà lại gặp đúng chị Hòa, lại người Bắc Ninh xịn, gốc xịn. Cho nên là chị nhận xét hơi kỹ. Đúng ra này chị phải mặc áo màu đen thì đúng hơn. Và đúng chính xác là hát con họ một trong những cái nét đặc trưng nha. Nhiều người nghĩ là hát được nhưng không phải. Thì ở đây cái độ nảy, người ta hay gọi là nảy hạt đúng không? Ví dụ như là đấy, nó phải nảy sắc lên như thế. Thì cô nghĩ là cái đấy cần phải có thời gian học. Trừ khi có những bạn là gốc Bắc Ninh, hoặc như Hòa nói, như nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường, là cái trong giọng đã hội tụ sẵn hết rồi. Thì mình làm như thế này cũng rất là giỏi rồi. Thì cũng dành lời khen cho phần thi của Gia Như ngày hôm nay. Cảm ơn cô nhiều ạ. Từ lúc mà con bắt đầu con bước ra cùng với vũ đoàn, Nhẹ đi dịu nè, là chú nghĩ ngắm con, ủa không thấy một cái nét nào của Gia Như của những tuần trước cả. Nhưng mà gần như là nó mất hẳn những cái gì mà nó con đã mang đến với chương trình trước đây, mà một cái hình ảnh nó hoàn toàn khác, giống như con là một cái nhân vật mới vậy đó. Mà cái gương mặt của con nó lại rất là phù hợp với cái bộ đồ này, khăn mẫu quà rồi áo mới 3 mới 7 thế này, thì giống như là cô Thúy Hường vậy đó. Kể cả tụi anh cũng vậy, ngày hôm nay nhìn tụi anh đúng là cái gương mặt đó của một liền anh. Liền anh đó. Và áo dài the rồi khăn đóng với cái dù đen nữa, trời ơi nó không có khác gì. Hôm nay là được nghe tụi anh hát giọng nam rồi nhá. Bình thường là hát giọng nữ không à, giọng nữ siêu đỉnh đó. Bữa nay nghe được giọng nam hay luôn đó. Cho nên là nếu mà nói riêng về cái phần hóa thân thôi, về cái phần diễn không thôi, thì ngày hôm nay hai thầy trò làm rất tốt luôn nha. Chỉ là cô Thúy Hường á, thì khi mà mình xem clip thì mình thấy rằng là cô ở cái độ tuổi cũng lớn rồi, còn con thì mới có 13 tuổi thôi, cho nên là vẫn là cái nét non tơ trên gương mặt của con, nhưng mà cái phong thái điềm đạm của một người con gái Bắc Ninh như thế thì con làm rất là tốt luôn. Dạ vâng, xin cảm ơn cô chú nhiều. Cảm ơn ba vị ban giám khảo. Vâng thưa quý vị, đó là Tùng Anh, Gia Như. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một màn hóa thân vô cùng độc đáo. Và trước khi đến phần đó, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút quý vị nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen đêm thi thứ 8. Quý vị thân mến, ngay trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen lúc này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ nữ ca sĩ diễn viên người Anh Eleanor Page trong bài hát Memory, trích vở nhạc kịch Cats. Ủa, như lộn phòng rồi. Ủa, sao thoải mái được? Đi, lộn rồi. Hết rồi, đông rồi. Đi rồi, chính nó hết rồi. Đúng căn phòng này và cảm xúc này và với nhân vật này rồi. Với tập tuần này, Tim Bình Phong sẽ hóa thân vào nhân vật cô Ellen Page với tiết mục là Memory Cast. Bây giờ mình hướng ngoại mọi người. Mình không còn Việt Nam nữa mà mình phải hướng ngoại. Đấy, và quan trọng là cái bài hát này là mình hát tiếng Anh từ đầu bài tới cuối bài, đúng không? Cô hỏi nè, những cái tập trước á là trời ơi con cứ vô phòng mạo hiểm thôi, riết được phải đổi tên nhóm thành Team Mạo Hiểm. Mà sao đợt này không thấy cô con dẫn cô vào được vào căn phòng lo lắng vậy? Để con thấy là không phải cũng có nhân vật nào thì mình cũng mạo hiểm cũng yêu mình được. Còn những vật thì con thấy khá là lo sợ, tại vì là không phải là nhân vật nào mình cũng làm giống thì mình có thể chọn cái thử thách cho mình được. Để động viên tinh thần cho hai cô trò, chương trình có một món quà tinh thần nhỏ dành tặng cho đội Bình Phong. Hai cô trò cùng theo dõi trên màn hình nhé. Chào Nam Phong, chào cô Bình. Mẹ nghe nói rằng hai cô cháu trong tuần này sẽ hóa thân vào một nhân vật rất là nổi tiếng trong vở The Cats Musical. Đây là một vở nhạc kịch cũng đem lại thử thách không nhỏ cho cô trò. Nhưng mà với khả năng của cô cháu thì mẹ tin rằng hai cô cháu sẽ làm tốt. Mẹ có một lời khuyên đến hai cô cháu là hãy nhớ rằng nhạc kịch là thể loại hát nói trong chuyển động của hình thể. Các cô và trò hãy nhập tâm từ đầu đến cuối, nhớ đừng có xả vai nhé. Và đây là không phải là một tiết mục độc lập, nó là một chuỗi nối tiếp từ những phần trước đó. Cho nên rằng trước khi ra sân khấu thì cô và con đã phải hóa thân vào nhân vật từ trong cánh gà và bước ra là nối tiếp. Và sau sân khấu sẽ còn những cảnh khác nữa, mình phải tưởng tượng ra như vậy. Thế nhé. Rồi.
rồi, nếu như mà tuần này hai cô cháu làm thật tốt thì mẹ sẽ thưởng cho một bữa liên hoan và đi chơi nữa. Thích đi chơi đâu mẹ cho đi đấy. Ok, chúc mừng cô cháu nhé. Sướng chưa? Thì em cũng rất là cảm ơn chị Quỳnh Lan đã mẹ của bé Nam Phong đã tiếp sức cho hai cô cháu có thêm nhiều động lực hơn để mà biểu diễn và hóa thân thành nhân vật lần này. Vậy thì bây giờ mình xem lại một lần nữa cái clip gốc nó như thế nào nha, trước khi lên sân khấu ha. We'll be right back.
Thân mến, vào năm 1981 thì ca khúc Memory trong tác phẩm Cast rất xuất sắc lọt được vào bảng xếp hạng top 10 hit và nó đã nổi danh toàn cầu cho đến tận ngày hôm nay. Long Chu nói như vậy là để biết là tái hiện lại một cái phần trình diễn huyền thoại như vậy thực sự không hề đơn giản. Và ngay bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe những nhận xét đến từ vị trí ban giám khảo nhé. Xin mời anh Đại Nghĩa. À, hôm nay mới đúng là ngày của con là Nam Phong ơi. Như chú Nghĩa đã từng nói là con sẽ rất là phù hợp với những nhân vật nào mà mang cái màu sắc nó hơi ma mị chút xíu. Dạ, đúng rồi. Nó hơi khác bình thường một chút xíu. Nó không có phải nhẹ nhàng, đầm thắm thì cái màu đó không phải là dành cho con. Phải là những cái màu nó kịch tính, nó dữ dội, nó giằng xé, nó khốc liệt một tí thì con sẽ rất là phù hợp. Cô Thủy vừa mới quay qua nói với chú Nghĩa hồi nãy, cái bài này khó quá, đúng không em? Đó. Với một ca sĩ như cô Nhật Thủy đây mà cô Thủy còn cảm thấy khó thì nói chi là với một cậu bé như Nam Phong. Ở đây Nam Phong không phải chỉ là hát không thôi mà còn phải diễn. Mình nghe, mình sẽ thấy rằng có những cái đoạn cái nhân vật nức nở trong cái tiếng hát, có những cái đoạn run rẩy cái giọng, không phải là vì cô hát không nổi, là vì cô đang diễn xuất với cái nhân vật, cái cô mèo già này. Nhìn gương mặt của bé Phong thì mình vẫn thấy rằng là vẫn là một cậu bé, chứ không thể nào có được cánh mắt từng trải như cái cô Ellen Spake được. Thì đó là cái điều chú Nghĩa rất là hiểu. Nhưng để gọi là diễn ra được cái nhân vật cô mèo già này, hát được cái nội tâm của nhân vật thì Nam Phong làm tốt. Và đặc biệt ngày hôm nay phải nói là một cái lời khen nữa dành cho huấn luyện viên của con, cô Thái Bình. Trời ơi, Bình ơi, em rất là đẹp. Khi em vừa mới từ cái tảng đá em bước ra một cái anh hết hồn luôn. Tại vì anh không có nghĩ là nhân vật của em sẽ xuất hiện từ đó. Nhưng mà khi em bước ra một cái đèn chiếu một cái, trời ơi, đẹp quá. Cái đẹp ở đây không phải chỉ là cái nét đẹp của hóa trang không thôi, mà là cái nét đẹp của nhân vật, cái thần thái của nhân vật. Khi em bước lên một cái anh bị rúng động luôn á. Cảm thấy trời ơi, nổi da gà. Hình ảnh nó quá đẹp. Cái hình thể quá đẹp. Cái hình thể của cái biểu diễn của Thái Bình đó. Dạ. Nó uyển chuyển, nó mềm mại như là một cái chú mèo thật sự. Phải nói là với tiết mục này thì anh hoàn toàn anh thấy rằng Thái Bình đã làm quá tốt, cũng như là Nam Phong con đã làm rất là tốt cho cái nhân vật lớn này của con. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Thực sự phải nói là tinh thần của bé Nam Phong rất là tốt. Sau những cái tuần thi vừa rồi thì mình làm chưa được tốt lắm, nhưng mà chưa một giây phút nào bé ngừng cố gắng để mà lấy lại cái động lực á. Chứ ví dụ bình thường thì sẽ rất là nản, sẽ rất là muốn bỏ cuộc, nhưng chưa bao giờ điều đó xuất hiện trong team của Thái Bình và Nam Phong. Giám khảo Nhật Thủy thân mến, chị thấy sao ạ? Nói đến bài hát này là em đã thấy trờn rồi á, tại vì khó quá. Kể cả ca sĩ chuyên nghiệp hát cũng rất là khó, huống chi lại vừa hát vừa diễn. Thì ca khúc này là không những hát hay về phần giai điệu mà bạn phải dùng cả phần nội tâm nữa. Và cái ca khúc này nó thể hiện cái sự giằng xé nội tâm rất là mãnh liệt của cái cô mèo già này. Từ 1/3 đoạn đầu về bài hát thì em cũng chưa làm rõ, nhưng mà từ khoảng 1/3 trở đi á, là bạn ấy rất là nhập tâm. Và cái ánh đèn sân khấu và cái đôi mắt của bạn em đã để ý, và bạn ấy đã truyền tải hồn được hết cái giằng xé nội tâm của cô mèo già đó qua cái đôi mắt. Bạn ấy toát hết ra, đôi mắt long lanh mà đôi mắt rất là có hồn, rất biết diễn luôn. Và từ đấy trở về cuối thì em lại càng tuyệt vời. Em thay đổi cái tâm lý của mình từ cái sự dao động đấy sau khi được cái lời động viên của cô Thái Bình đây rồi, là thành một cái thần thái khác hẳn, đúng không? Cái niềm tin đã trở lại và lại bùng nổ hơn để thể hiện là cái tài năng của em biến hóa khôn lường trong một tiết mục biểu diễn. Thì đấy cũng là một tài năng rất là tuyệt vời mà em có. Chúc mừng em. Cảm ơn ạ. Biểu diễn này. Cảm ơn giám khảo Nhật Thủy. Mời cô Hòa Minh Di. Cô Hà thì cô Hà chỉ đang thương cái đôi chân của Nam Phong bởi vì con đang phải đi giày cao gót. Và giày cao gót đối với cô Hòa ấy nha, mà cô Hòa đi một lúc thôi là cô đã đau rồi. Nói gì đến bạn Nam nhờ. Thế trong quá trình mà mình tập với con là mình vẫn phải đi giày cao gót liên tục, đúng không? Vâng. Là
mình có đau lắm không? Mình có mỏi lắm không? Nếu mà đau để có một tiết mục hay thì con sẵn sàng. Dạ. Ok. Nhìn hai cô trò là thấy rất là thương. Thương không phải là vì bị điểm thấp ở tuần trước, mà là thương là gì? Là luôn luôn có một cô Thái Bình lúc nào cũng ở phía sau tươi cười và làm động lực cho Nam Phong. Cô Hà cảm thấy xúc động vô cùng. Và cô Hà cũng muốn Nam Phong kiểu trân trọng cô Thái Bình hơn nữa. Bởi vì dường như là sau ngày hôm nay, cô Hà muốn là giọng hát của cô Thái Bình phải thực sự được kiểu tỏa sáng sau cái chương trình này ấy, bởi vì ngày hôm nay là chị đã làm rất là tốt. Dạ, cho em chia sẻ dạ, một vâng. tí ạ. Là thực ra là 4 tuần vừa rồi là Nam Phong mặc dù là thể hiện ra bên ngoài là rất là mạnh mẽ và cố gắng, nhưng mà thật sự là Nam Phong luôn nói với em là cô ơi con lo lắm, con sợ thế này thế kia. Em cũng có tâm sự và chia sẻ với Nam Phong rất là nhiều và động viên hàng ngày luôn ấy, tại vì cái cậu bé này thể hiện ở bên ngoài là mạnh mẽ thế thôi, nhưng bên trong á thực sự là rất là nhiều nỗi sợ. Thì em cũng có nói với Phong là Phong ơi, thực sự là con không cần chiến đấu với ai ở ngoài kia, con chiến đấu với chính bản thân của mình, đó là điều mà cô mong muốn. Và ngày hôm nay là thực sự là em cũng rất là xúc động từ lúc trước khi mà biểu diễn, tại vì em một phần là lo và ngày hôm nay nước mắt em là thực sự là em rất là tự hào về Phong. Ngày hôm nay á, ngoài tất cả những yếu tố mà hai cô trò đã mang tới, và đặc biệt là một cái sân khấu được dàn dựng rất là hoành tráng của chương trình Gương Mặt Thân Quen, một màn hóa thân vô cùng xuất sắc đến từ team của mình nữa, thì em thấy đây đúng là một cái tiết mục mà gọi là đúng thời điểm để mà bùng nổ cảm xúc. Ngày hôm nay chúc mừng cho hai cô trò rất là xuất sắc, cô rất nhiều. Rất cảm kích về cái tình thầy trò của team Thái Bình và Nam Phong. Một tràng pháo tay thật lớn chưa quý vị? Quý vị thân mến, ở tuần trước team Bảo Yến Rosie và bé Bảo Ngọc đã bấm chọn được một nhân vật, đó chính là chị Tư Cẩm Ly. Và ngày hôm nay họ sẽ hóa thân thành chị Tư Cẩm Ly như thế nào? Chúng ta hãy cùng điểm lại một vài hình ảnh trong lúc tập luyện của team Bảo Yến Rosie và bé Bảo Ngọc quý vị nhé. Xin chào quý vị khán giả. Rosie xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Trong tuần này thì con với cô Rosie đã bấm chọn được nhân vật má thân là cô Rosie. Cô Cẩm Ly. Hiện tại thì con cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì cô Cẩm Ly thì nó có một cái chất giọng trong trong giống con. Rồi cô là người miền Tây nữa, nên y chang con luôn. Cùng cô đi hoang mang quá con ơi. Trong tuần này con hóa thân thành cô Cẩm Ly thì con muốn chọn bài Thiên Hay Lúa. Thì con thích bài đó, như là con hay bài đó nó tươi sáng á. Con suy nghĩ là cái bài này thì thực sự nó khá là ưu thế với con, bởi vì con chất giọng giống rồi nè, miền Tây ngọt ngào giống rồi nè, cũng có cái sự mộc mạc bởi vì tính con cũng hơi men men đó. Đó là cái sự thấy giống rồi đó. Chỉ có là con phải, con nghĩ là con phải hóa trang, mặc quần áo, trang điểm, trang phục, tóc tai làm sao cho thật là giống cô Cẩm Ly. Thì cô nghĩ là phần thi này con sẽ hoàn thành rất là tốt. Bây giờ cô trò mình hãy cùng xem clip gốc, rồi mình sẽ soi rõ từng cái chi tiết một và nghe kỹ để mình tập thật là giống cô Cẩm Ly được phần thi này ha. Dạ. Ok. Yeah. Ba nón thay tôi chăm nom bầy heo dưới gà. We'll be right back.
Quý vị vừa nghe xong ca khúc Thím Hai Lúa của Bảo Yến Rosie và bé Bảo Ngọc trong phần hóa thân thành chị Tư Cẩm Ly. Xin cảm ơn vũ đoàn Huỳnh Mến rất nhiều. Và để nhận xét đầu tiên cho phần hóa thân thành nữ ca sĩ Cẩm Ly thì em xin mời một cái người mà có kinh nghiệm đã hóa thân thành ca sĩ Cẩm Ly rồi. Vâng, xin mời chị Nhật Thủy ạ. Xin được chúc mừng phần thi của Bảo Ngọc ngày hôm nay. Con làm rất là tuyệt vời. Cảm ơn cô. Chúc mừng con. Tại vì mọi người thấy không, bạn hát cũng tốt này, bạn diễn cũng rất là tốt. Và bạn để ý những cái chi tiết của chị Cẩm Ly như là chống tay vào hông này, một cái chút gì đó giống hình ảnh cô ba gì năm gì đó ở quê lên á, chống tay hông là chị đi tôi hai lúa là cái thứ là con đều nhớ hết đó. Và cô cũng để ý những cái câu luyến của nữ ca sĩ Cẩm Ly, con cũng có làm đó. Thường anh thấy là khi em giả giọng chị Cẩm Ly là em hát em đẩy lên trên này đúng không, em đưa lên trên này nè. Dạ thấy nãy em hơi... chị giả một câu đó. Cái bài đó cho bé nghe đi. Mình chỉ muốn khen các bạn thôi, thì vì các bạn nhỏ mà các bạn giỏi quá. Tuy nhiên nha, nếu mà nhận xét thì tất nhiên thì mình khó tính hơn một chút ha. Thì ví dụ như con nghiên cứu kỹ hơn về ca sĩ Cẩm Ly thì không chỉ ở bài hát này mà tất cả nhiều bài hát khác thì những cái nét đặc trưng là khi có hát à, cái mắt có nhìn theo tay đúng không? Ví dụ như là tuy tôi hơi lúa vậy mà lòng vui đó, những cái nghiêng đầu như thế thì nó rất là đặc trưng đúng không? Thì là thì tuyệt vời hơn nữa, nhưng mà dù sao thì hôm nay con cũng làm rất là tốt rồi. Cảm ơn cô. Cô Hòa cũng thấy như vậy. Bởi vì nếu mà để nói là ngày hôm nay có giống cô Cẩm Ly không thì cũng chưa giống ở trong giọng hát này. Rồi đặc biệt là ở trong giọng của cô Cẩm Ly thì có những cái đoạn mà ví dụ như cái từ lúa mà chị hát á, thì chị Cẩm Ly có cái rung hạt ở trong đó. Lúc mà chị đưa âm thanh lên phía trên và cái âm thanh của chị Ly hát nó rất là êm. Giọng của chị Cẩm Ly là một trong những chất giọng đặc biệt. Nó sẽ hơi khàn một chút. Các bạn bé thì giọng thường là rất là trong và mảnh. Cho nên để mà nói từ trong thành khàn thì khó. Từ khàn thành trong thì có thể còn làm được, nhưng mà trong thì khàn là khó lắm. Mà giọng Bảo Ngọc thì lại là rất là trong. Và con thì lại cũng là đang là một trong những thành viên nhỏ nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Bảo Ngọc là thành viên nhỏ nhất. Và em nghĩ là với cái năng khiếu mà giả, bởi vì là hôm trước giả ra Hòa Minzy là có giả được nha. Có giả được. Nhưng mà bởi vì là giọng là Cùng trong giống nhau nên là nó dễ nhau. Nên là có khi vài năm nữa người ta lớn hơn, người ta biết giả. Có khi người ta giả được cô Cẩm Ly giống y chang cô Nhật Thủy thì biết đâu được ha. Cho nên là ngày hôm nay là cô nghĩ là đây là một tiết mục đã rất là trọn vẹn, rất là hay trên sân khấu rồi nhá. Con ơi, con cứ yên tâm đi con. Bởi vì từ đó đến giờ khi chú Nghĩa bắt đầu đến với Gương Mặt Thương Quen từ mùa đầu tiên á đến tận bây giờ luôn nè, thì cái người mà giả giống được cô Cẩm Ly là chỉ có mình cô Nhật Thủy thôi. Thật sự là như vậy. Cho nên là khi con mà hát không giống cô Cẩm Ly lắm á thì nó cũng bình thường. Đúng rồi. Chứ không có việc gì mà mình phải quá lăn tăn về chuyện đó ha. Nhưng mà mình mang được cái tinh thần của bài hát lên sân khấu. Cô Cẩm Ly làm cái bài này á, nó rất là hoạt náo trên sân khấu. Khi cô đi qua, cô đi lại, cô diễn tả cách này cách kia rất là vui. Thì con cùng với cô Bảo Yến Rosie đã làm cái điều này rất là tốt. Và cái gương mặt của con hôm nay cũng vậy nữa. Hóa trang cái chân mày mỏng mỏng nó cao rồi, cao lên nó ha. Nó rồi ở đây. Cái đốt đùi là dễ rồi. Cái đốt đùi thì đương nhiên là sẽ thấy. Nhưng mà cái chân mày á là đá cao lên mỏng mỏng như nên nhìn cũng rất là giống cô Cẩm Ly luôn ha. Vì vậy ngày hôm nay có một cái tiết mục là nó rất là sôi động, một cái tiết mục mà theo chú Nghĩa nghĩ là nó là một tiết mục vui và để chúng ta có thể đáng nhớ trong cái chương trình ngày hôm nay. Dạ cảm ơn chú. Xin cảm ơn ý kiến của các vị ban giám khảo. Còn con, trong cái quá trình mà mình luyện tập thành cô Cẩm Ly, chú biết là nó không hề đơn giản một chút nào. Vậy con thấy là hóa thân thành cô Cẩm Ly thì cái điều gì mà con cảm thấy áp lực nhất? Dạ cái điều mà con cảm thấy áp lực nhất là khi mà cô diễn á, là cái giọng miền Tây của cô là đặc trưng của cô luôn. Rồi những cái nốt luyến láy rồi là con cũng phải bắt chước y chang luôn. Nên con cũng thấy hơi khó. Như chú Đại Nghĩa đã nói đó là để hóa thân được thành cô Cẩm Ly thì là một điều rất là khó. Mà có một cái phần trình diễn trọn vẹn như ngày hôm nay thì xin chúc mừng đội của Bảo Yến Rosie và Bảo Ngọc. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Cảm ơn chú. Trước khi đến với phần biểu diễn tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Trình Gương Mặt Thân Quen đêm thi thứ 8 thưa quý vị. Quý vị thân mến, mỗi lần mà huấn luyện viên Phạm Lịch cùng với bé Khánh Chi xuất hiện đều mang cho chúng ta những món quà vô cùng bất ngờ. Và món quà bất ngờ ngày hôm nay mà team Phạm Lịch sẽ đem đến cho quý vị là gì? Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm lại một vài hình ảnh tập luyện của team Phạm Lịch và bé Khánh Chi quý vị nhé.
Xin chào mọi người. Trời sao duyên dáng dữ vậy? Tại vì là chị vẫn còn nhiều sự dư âm của cái buổi biểu diễn live show của hai chị em mình ngày hôm đấy em ạ. Chúc mừng Khánh Chi. Đây mình sẽ treo ngay ngắn mà gọi được tế. Về đi con, nhanh nè. Ủa. Bây giờ là mình đến cái phần thưởng của tao này đúng không? Con mong ước là phần thưởng sẽ là gì Khánh Chi? iPhone 14 Pro Max. Con ơi con ước một đôi được không con? Hai cái. Thử nhé. Check. Ủa? Nè, mời con. Phần thưởng của bạn là một buổi nạp năng lượng đặc biệt. Nhân vật tiếp theo của tuần này thì con và Vô Địch đã bấm chọn là nhân vật là chú Eric. Đối với thử thách tuần này thì con và Vô Địch sẽ lựa chọn hai ca khúc mashup cùng với nhau, đó là Máu Đỏ Da Vàng và Nam Quốc Sơn Hà. Thì trong lần này cô Lịch lại không hip hop, không đẹp trai cùng con, mà cô Lịch hóa thân một nhân vật rất là đặc biệt, rất là dịu dàng, rất là trẻ trung. Đó chính là chị Thu Mỹ Chi. Trong bài này đây mới là cái phần khó chứ không phải là cái phần của Eric, mà phần khó chính là phần của Phương Mỹ Chi. Mình sẽ cùng chờ đón xem cô Lịch sẽ hóa thân thành nhân vật này như thế nào. À nhưng mà con nhớ rất là từ tuần 1 mình có một cái quyền được hỗ trợ đó, từ ban giám khảo sẽ hỗ trợ cho mình để góp ý cho mình tìm hiểu về nhân vật đó như thế nào. Một buổi tư vấn riêng với ban giám khảo. Gọi là cái tấm vé vàng này là nhịn từ tuần 1 đến tận bây giờ luôn, bây giờ mình dám dùng đấy cũng là xứng đáng nhỉ. Thế là mình sẽ sử dụng cái quyền này. Tất nhiên rồi. Nghe cô Hoàng Minh Di tư vấn về cách nói chuyện nè, giọng hát nè, cách phong cách nè. Hello Khánh Chi, tuần này cô Hà biết là con sẽ hóa thân thành chú Eric đúng không? Thì cô Hà sẽ có một vài cái tip để giống chú Eric nhất có thể. Đầu tiên là chú Eric hát thì khi mà chú Eric hát thì cái biểu cảm trên khuôn mặt chú Eric rất là đa dạng. Đặc biệt là không biết là con chọn tiết mục nào, nhưng mà nếu mà thường là cô đoán là sẽ chọn tiết mục sôi động thì sẽ hay hơn, bởi vì chú Eric nhảy rất đẹp. Khi mà chú nhảy á thì thường là chú sẽ nhảy làm sao để góc mặt phía bên trái của chú lúc nào cũng ở trước ống kính. Đấy là một điểm rất là đặc trưng mà dù chú Eric đang nhảy tay phải nhưng mà một lúc sau mặt chú Eric vẫn phải hướng sang bên trái, là để nó thuận vào góc mặt. Thứ hai nữa là chú Eric hát thì chắc là chú sẽ rất là hay feel gì đó, là chú sẽ rất hay feel kiểu R&B đó. Nên là con phải nghe thật là kỹ cái cách mà chú feel. Dù trong một câu hát con chỉ cần feel một vài nốt, chạy nốt như thế thôi là đã rất là giống chú ấy rồi. Và hy vọng là những cái tip mà cô Hoàng Minh Di vừa chỉ cho con thì con sẽ có thể hoàn thành tốt cái tiết mục lần này. Và bây giờ xin mời quý vị cùng xem lại clip gốc. Nơi tôi lớn lên đã có những người thương, nhỏ bé như một phi thường. Trong hoa thi nhau đua nợ, mảnh đất kia là vàng. Sông núi nước Nam vua Nam mở, giặc sự cơ sao làm càn. Ông cha sự lấy nước Đại Việt, bao lần chiến công luôn oanh liệt, với những anh hùng đại hào kiệt. Kia. Sinh ra máu trong tim ta, đất trong tâm hồn.
tôi sao là càn. Ông cha vô lý đại việt, bao lần trên cung luôn oanh liệt với những anh hùng đại hào kiệt. Yeah yeah, con cháu dòng tiền chẳng thể nằm yên khi đất nước vẫn còn mê. Sóng máu dòng tiền từ một phương trời riêng với những con người hy sinh cả xương máu, đầy những lũ giặc tan tành không cho đường lui và không còn nơi nương náu. Yeah, Việt Nam sinh ra tình họa tiếp nối truyền thống ông cha dọc đến nhà. Dân Việt ngày quốc tiên chiến thắng theo cách riêng là con trao dục tiên chữ S mạnh đất tiên. Dân Việt ngày quốc tiên chiến thắng theo cách riêng. Tam quốc trường hạ đang đế cương tiệt nhiên định phần tại thiên tư như hà nghịch lỗ lai xâm phạm như đằng hành gan tu bãi hư. Tam quốc trường hạ đang đế cương tiệt nhiên định phần tại thiên tư. Cảm ơn các vũ công đến từ Vũ Đoàn Ô. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow. Wow. Wow, thực sự là wow. Phải wow cô à. Thực sự là Phương Mỹ Trị. Phương Mỹ Trị này thì hôm nay cái đoạn đó nó khó lắm. Cái đoạn của Phương Mỹ Trị hát khó lắm. Đúng rồi, khó với con cũng hơi bất ngờ một tí. Lịch lại không phải là giọng nữ cao như là Phương Mỹ Trị, mà giọng của Chi nó thánh thót ở bên trên vậy nè. Nhưng mà thật sự là quá là wow với Eric này luôn. Cô không nghĩ là con sẽ làm được đến như vậy luôn á, Khánh Chi thật sự. Cô rất quá là giống bất đúng ngờ. Không à? Nhất là những cái đoạn mà nghếch 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 lên. Bởi vì Eric á, là nó có một cái đặc điểm là khi mà Eric hát thì sẽ hay hướng sang một phía bên mặt, bởi vì đấy là góc thuận của Eric. Góc đẹp đúng không? Vâng, nên là bé nghiên cứu rất là kỹ và ngày hôm nay thì đúng là cái góc thuận đấy luôn luôn được nghiên cứu hiện về phía khán giả. Mà hôm nay mà con mà vẽ cái lông mày nó đi ăn ốc hơn một chút thì là sẽ giống chú Eric hơn, là lông mày của chú Eric sẽ kiểu như là nó ra cái khuôn này hơn. Hôm nay lông mày này hơi hiền. Nhưng mà cô Hòa rất là khen về cái phần hát. Cô không nghĩ là con có thể hát cái giọng mà và cái miệng của con khi mà nhìn nghiêng hát rất là giống chú Eric luôn. Và đặc biệt cái đoạn mà Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư,
thì bé nghiên cứu kỹ đến nỗi mà mọi người, không biết mọi người có nhận ra không, nhưng mà riêng Hòa là cái câu đó Eric sẽ hát giọng Nam, nhưng mà sang ba câu tiếp theo của cái đoạn đó thì Eric lại hát giọng Bắc. Thì bé hát y chang như thế luôn, là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phần tại Thiên Thư, là Eric lại hát giọng Bắc, còn câu đầu là hát giọng Nam. Và Khánh Chi hôm nay làm y chang như vậy, và cô Hòa đẩy cả hai lần luôn, Khánh Chi đều hát giống y chang chú Eric rồi. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư là cũng ư, có cái ư đó là ư luôn. Cho nên là ngày hôm nay là cô Hòa bái phục Khánh Chi luôn, một tắc kè hoa của chương trình hôm nay. Hôm nay con, nếu mà cô Hòa có 12 điểm, 13, 3 điểm số 12 thì cô đang cân nhắc để có thể cho cả Khánh Chi rồi cả tất cả mọi người ở đây nữa. Quá khó luôn, chúc mừng Khánh Chi. Chưa đâu cô Hòa ơi, đó là cô Hòa mới nghe một cái bài hát nó sôi động giống chú Eric thôi. Ngay bây giờ con thử thể hiện một cả câu hát ballad mà nãy con hát trong hậu trường cho chú nghe đó. Thì con thử hát cái câu đó ra, biết đâu đó cũng là cái cách để mà ban giám khảo cho chúng mình thêm điểm nha. Dạ vâng ạ. Ok. Con sẽ hát thử một đoạn ballad của chú Eric. Anh thực sự ngu ngô, bao việc người ấy cũng không xong, nó làm người yêu không? Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Được chưa? Được chưa hả cô Hòa? Mấy cái vảy giọng đó là y chang Eric luôn. Eric hát lúc nào cũng có cái vảy đấy, là ngơ là lên đó. Đó, cô Hòa không phải ngốc như vừa nãy đâu, mà cái ngốc là giống con ấy. Cô Hòa là quá thích tiết mục này, là nói còn không biết mình đang nói cái gì vừa nãy giờ đó. Thích lắm, và ngồi dưới xem khán giả cũng phấn khích, và nói chung là thích cái tiết mục này vô cùng. Bái phục luôn á Khánh Chi à. Bái phục quá. Rất là giống luôn ấy, tất cả những cái nhà chữ ở bỏ nhỏ là giống y hệt luôn. Tức là như thế này, Eric là một trong những thế hệ ca sĩ trẻ mà bạn có cái cách xử lý bài hát khá là tây. Cái phần đuôi bạn sẽ vuốt theo kiểu hơi R&B một chút, kiểu như là Eric rất là thích cái kiểu idol của K-pop ấy. Tức là ví dụ như là xứng đáng yêu không thì nó sẽ luyến cái đuôi lên không, thì em đã nghiên cứu cái đó nha. Có nè, rồi cách cái nhà chữ rất là tây. Không, anh thật sự ngu ngơ. Đấy, những cái đó là em nghiên cứu rất là kỹ. Nhưng mà còn phải khen thêm đó là em xuyên suốt một cái bài hát vừa vũ đạo lại vừa hát live như thế. Nhưng em làm chị chẳng biết nói. 12 cho tất cả các bạn đi. Hôm nay các bạn tuyệt vời quá. Con làm cho hai vị giám khảo là nói xong rồi không biết mình nói gì không luôn. Không biết nói gì luôn. Vậy không biết là chú Đại Nghĩa thì có biết nói gì không? Biết chứ, trời ơi. Phải nói rằng con ngoài giọng hát ra, con cũng có khả năng vũ đạo nữa. Cái hình thể của con rất là uyển chuyển, rất là linh hoạt. Và khi mà con nhảy, con hát á, có những cái phút mà chú quên mất con là một cô gái, một bé gái. Mà con cứ, chú nghĩ cứ thấy rằng ủa, một cái bé trai trên sân khấu. Bởi vì cái động tác của con nó mạnh, nó nhanh, nó dứt khoát. Mà cái thần thái của con cũng vậy. Cái thần thái của con nó là một cái chàng trai chứ không phải là một cái cô gái. Cho nên là chú nghĩ gần như quên mất con những lúc như vậy. Quên mất đây là bé Khánh Chi. Mà cứ tưởng là một cậu trai nào đó thôi. Còn về cô Phạm Lịch, trong cái tiết mục này mặc dù cô Lịch không có phải là diễn cùng với con nhiều, đúng không? Chỉ ra đúng như nhân vật của Phương Mỹ Chi là ra hát vài câu thôi, ngâm nga vài câu thôi, làm điểm nhấn cho tiết mục này thôi. Nhưng mà với cái bản này nha, cái phiên bản này thì Phương Mỹ Chi rất là duyên. Tại vì Phương Mỹ Chi ra thì mình thấy rất là một cái gì đó nó hòa quyện với tổng thể, nó ngọt ngào. Còn Phương Mỹ Chi bước ra là nha, có lạc lối nha. Chí nha. Bà mà chị... trông như trong phim hoạt hình nghe nghe. Ba. Có nghĩa là Phương Mỹ Chi thì bị phóng to ra, còn Eric là bị thu nhỏ lại. Nhưng mà Phương Mỹ Chi này là tự cười bản thân mình trên sân khấu nha. Có một nét cười nhẹ. Mà cái bà chị Phương Mỹ Chi này ra mình thấy rất là duyên. Tức là nó không có phải là cái kiểu như Phương Mỹ Chi ra là mình thấy đầm thắm, nó dịu dàng. Đúng với cái chất của cái giọng hát của Chi. Còn chị này ra thì mình thấy mắc cười. Không biết tại sao mà nó là một cái điểm nhấn trong tiết mục này. Lịch ra nó không phá đi cái tổng thể chung, cái không khí chung của mọi người, mà nó lại có một chút duyên dáng trong đó nữa. Cho nên đây là một cái tiết mục rất là ấn tượng, và là một cái tiết mục rất đẹp để kết cho chương trình đêm nay. Có một cái sự thật là cứ mỗi lần mà Khánh Chi xuất hiện ở một nhân vật nào đó đều đem lại cho chúng ta những cái sự bất ngờ. Và chú rất là cảm phục con, chúc mừng con, chúc mừng Phạm Lịch và Khánh Chi. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Quý vị thân mến, cả 6 phần trình diễn trong ngày hôm nay là một bài toán vô cùng khó đối với ba vị ban giám khảo.
Bởi vì như quý vị cũng đã thấy thì mỗi phần trình diễn đều đầu tư về hóa trang, giọng hát, rồi cái phần trình diễn rất là mượt mà. Vậy thì không biết là cái phần cho điểm của ban giám khảo ngày hôm nay sẽ gặp khó khăn gì đây? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút giải lao, thưa quý vị. Đã quay trở lại với gương mặt thân quen đêm thi thứ 8. Quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta hãy cùng một lần nữa nhìn lại 6 phần hóa trang của 6 đội chơi trong đêm thi ngày hôm nay để cùng tìm ra đâu sẽ là đội có phần hóa trang xuất sắc nhất. Xin mời quý vị. Trên tay của Long Chu lúc này đã có kết quả cho phần hóa trang xuất sắc nhất. Xin chúc mừng chuyên gia hóa trang Fiona của đội Thái Bình và Nam Phong. Ngay bây giờ xin mời chuyên gia hóa trang Fiona sẽ tiến lên vị trí giữa sân khấu để cùng nhận giải hóa trang xuất sắc nhất ạ. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn cho chuyên gia trang điểm Fiona. Ngay từ lúc mà trong hậu trường thì Long Chun đã nhìn thấy đây khả năng cao sẽ là dành cái giải hóa trang xuất sắc nhất. Và bây giờ thì cảm xúc của chị như thế nào khi ngày hôm nay mình được vinh danh tại sân khấu gương mặt thân quen ạ? Chắc là chia sẻ cái phần quà này với team mình. Cảm xúc đương nhiên nó cũng sẽ là những cái chữ vui và hạnh phúc, mà nó không phải là một mình nữa, mà tại vì là đồng hành cùng với team của Đặng Thái Bình và Nam Phong từ suốt mấy tập qua. Và chúng ta đều có chung một cái cảm xúc là mong muốn là team có chung một cái giải hóa trang hay là giải nhất tuần gì đó. Cảm xúc lúc này là chia ba, cảm xúc hạnh phúc là của cả team. Xin cảm ơn chị Fiona rất nhiều và chúc mừng team Thái Bình Nam Phong với phần hóa trang xuất sắc nhất tuần thứ 8. Quý vị thân mến, và phần khó khăn nhất trong đêm thi thứ 8 ngày hôm nay đã tới. Và như quý vị cũng đã thấy, rất khó khăn để đưa ra đội nào sẽ là đội được 7 điểm và đội nào sẽ là đội được 12 điểm, vì chất lượng của các phần trình diễn ngày hôm nay là khá đồng đều. Và phần cho điểm đầu tiên xin mời nữ giám khảo Hòa Minzy. Ok, ngày hôm nay thì cô Hòa sẽ cho điểm nhanh thôi. Điểm 7 thì cô Hòa sẽ dành cho bé Bảo Ngọc và cô Bảo Yến Rosie. Điểm số 8 thì cô Hòa sẽ dành cho chú Thịnh Tú Trung và bé Sĩ Lân. Điểm số 9 thì cô Hòa sẽ dành cho bé Gia Như và chú Tùng Anh. Điểm số 10 thì là sẽ dành cho bé Khả Hân và cô Phượng Vũ. Điểm số 12 là một cái điểm số thực sự là rất là khó khăn. Trong tuần này, hai cái đội này đều xứng đáng được 12 điểm hết. Nhưng mà vì luật thì chỉ có một đội được thôi, nên cô Hòa xin dành điểm 11 cho Nam Phong và Đặng Thái Bình. Và hôm nay cũng là người thắng thi của phần của Eric. Cảm ơn giám khảo Hòa Minh Thi. Như vậy là điểm cao nhất là số 12 đã thuộc về đội Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Và người cho điểm tiếp theo xin mời giám khảo Đại Nghĩa. Có những cái điểm khác biệt so với cô Hòa Minh Thi nhiều đây. Điểm 7 xin được gửi đến cho bé Bảo Ngọc và Bảo Yến Rosie. Một tiết mục vui, nhưng mà những tiết mục khác thì nó có những cái điều đặc sắc hay hơn. Hôm nay là một ngày như thế, có những tiết mục mình ra mình thấy mình nghĩ rằng hôm nay sẽ là cái điểm cao cho tiết mục này, nhưng mà rồi là có những tiết mục khác hay hơn và hay hơn nữa. Cho nên là cái suy nghĩ và cái sự lựa chọn của ban giám khảo nó cứ thay đổi liên tục. Đến cuối cùng thì chúng tôi mới có thể xác định được là cái điểm số dành cho các đội như thế nào. Tiếp theo, số 8 xin dành cho Phương Vũ và Khả Hân. Điểm số 9 xin được dành cho Tùng Anh và Gia Như. Điểm số 10 dành cho Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân. Cũng là một sự đắn đo giữa hai cái đội cuối cùng này với hai con điểm 11 và 12. Thực sự là rất là cân bằng. Đúng. Luôn á. Để gọi là giống thì các bạn đều giống, hay các bạn đều hay. Vậy thì cái tiêu chí tiếp theo mà Đại Nghĩa đưa ra nó thuộc về cảm xúc. Tiết mục nào làm cho mình cảm thấy mình có nhiều cảm xúc hơn? Và đó chính là tiết mục của Thái Bình Nam Phong. 12 điểm, 11 điểm sẽ là đội của Phạm Lịch Khánh Chi. Xin chúc mừng đội của Thái Bình và Nam Phong đã nhận số điểm 12 từ giám khảo Đại Nghĩa. Chị thì thân mến, và phần khó khăn nhất hôm nay em xin dành cho chị. Chị sẽ quyết định ai nhiều điểm, ai ít điểm, ai thắng, ai thua trong đêm thi ngày hôm nay.
thực sự rất là buồn vì phải làm cái công việc là chấm điểm này á. Tại vì nhiều tiết mục là ngang ngang nhau mà phải cho điểm như thế lại rất là khó. Nhưng mà thôi, mong các bạn hiểu cái chương trình tính chất là như vậy. Xin được đọc điểm như sau. Xin được dành điểm 7 cho đội Tùng Anh và Gia Như. Và điểm 8 thì xin được dành cho đội Bảo Yến Rose và Bảo Ngọc. Điểm 9 thì dành cho đội của Trịnh Tú Trung, Sĩ Luân. Điểm 10 dành cho đội của Phượng Vũ, Khả Hân. Điểm 11 thì xin được dành cho... một tiết mục ngày hôm nay rất là tuyệt vời và xin được gửi tặng cho đội Phạm Lịch Khánh Chi. Như vậy là đội của huấn luyện viên Thái Bình và bé Nam Phong đã giành chọn 12 điểm của giám khảo Nhật Thủy. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại tổng điểm trong đêm thi thứ 8. Xin mời quý vị. Sau khi tổng kết lại số điểm thì điểm của các đội hiện tại như sau. Đứng ở vị trí số 6, Bảo Yến Rosie, Bảo Ngọc 22 điểm, Tùng Anh, Gia Như 25 điểm, Trịnh Tú Trung, Sĩ Luân 27 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 28 điểm, Phạm Lịch, Khánh Chi 34 điểm và đứng nhất đang là Thái Bình, Nam Phong với 35 điểm. Như vậy là đội của huấn luyện viên Thái Bình và bé Nam Phong đã giành giải nhất tuần thứ 8. Xin mời. Chúc mừng Nam Phong, chúc mừng Thái Bình. Và thực sự là bản thân Long Xuân cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì sau những nỗ lực của bé Nam Phong thì chúng ta đã được chạm tay vào giải nhất tuần ngày hôm nay. Chú biết là con rất cố gắng đúng không? Bây giờ mình cùng chia sẻ cái cảm xúc này cho các quý vị khán giả nha. Đầu tiên là thấy rất là vui và muốn cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ cho con trong thời gian vừa qua. Với cả là cái động lực lớn nhất mà giúp con có thể đạt được giải nhất tuần đó chính là chuỗi 4 tuần liên tiếp bét bảng. Và cái điều đó đã được chấm dứt rồi và chúng ta sẽ có lại những cái khởi đầu mới và sẽ tiếp tục điểm cao hơn nữa trong những tuần sau được không? Còn cô Thái Bình, cô có muốn chia sẻ gì không? Em thì thực sự em rất là vui luôn á. Và không phải vui vì mình cầm được cái giải nhất tuần, mà là em vui vì Phong làm được và Phong chiến thắng được bản thân mình. Đó là cái niềm vui mà em vui nhất ngày hôm nay. Vâng, và chúc mừng đội Thái Bình, Nam Phong một giải nhất tuần vô cùng xứng đáng. Xin một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại tổng số điểm của cả 6 đội sau 8 đêm thi. Đứng ở vị trí thứ 6 là Trịnh Tú Trung, Sĩ Luân với 208 điểm, Thái Bình, Nam Phong 209 điểm, Bảo Yến, Rosie, Bảo Ngọc 213 điểm, Tùng Anh, Gia Như 232 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 246 điểm và đầu bảng đang là Phạm Lịch, Khánh Chi với 260 điểm. Xin chúc mừng. Quý vị thân mến, và như thường lệ thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc nút thân quen. Tuy nhiên, trong luật chơi mới của chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay thì đêm nay sẽ có một thay đổi nho nhỏ. Đó chính là chúng ta sẽ có sự hoán đổi giữa các thí sinh và huấn luyện viên. Wow. Và phần hoán đổi đó sẽ xuất hiện trên sân khấu ngay bây giờ. Ở trên sân khấu của chúng tôi sẽ có 6 vị trí đứng. Và vừa nãy thì các thí sinh nhí của chúng tôi đã bốc thăm số thứ tự đứng cho mình. Và ngay bây giờ mời các thí sinh nhí chúng ta tiến lại khu vực giữa sân khấu. Quý vị thân mến, trên tay Long Chun lúc này là một chiếc gương. Ở trong chiếc gương này sẽ có 6 tấm thẻ. Trên mỗi tấm thẻ đó sẽ ghi tên một vị huấn luyện viên. Và ngay bây giờ các thí sinh nhí sẽ bốc thăm xem rằng đâu sẽ là huấn luyện viên mới của mình. Khánh Chi thân mến, lượt đầu tiên sẽ là lượt của con. Xin mời con. Wow. Bảo Yến, Rosie. Trời, ăn áp lực không anh Trung? Anh sợ quá nè. Anh sợ chỗ các bé sợ đồ ăn lắm đó. Thì đúng rồi, anh sợ giùm các bé đó. Khả Hân thân mến, và bây giờ sẽ là lượt bốc thăm của con. Con lửa sâu sâu ở dưới á, con đừng có lửa nóng nóng ở trên. Đúng rồi, lấy cái cuối cùng đi. Mở ra xem, đây là công kích thì lại đậy vào. Huấn luyện viên Tùng Anh. Ôi giời ơi, thích thế. Nam Phong thân mến,
con hy vọng là con sẽ bốc được huấn luyện viên nào. Ai cũng được ạ. Ồ, rất là khéo léo nha. À, xin mời con. Chú Trung đang mừng lắm đấy con. Xin chúc mừng huấn luyện viên Phương Vũ. Chúng ta hãy cùng làm quen dần với nhau đi ạ. Gia Như thân mến, và bây giờ sẽ là lượt bốc của con, xin mời con. Con là người duy nhất có thể thay đổi số phận của chú á. Ở đây con là người duy nhất quyết định số mạng của chú á. Không lật quay lại luôn á. Chúc mừng anh vì số phận đã được thay đổi. Người ta gọi là cầu được ước thấy đúng không ạ? Ôi nhưng mà nhà mặt bé Gia Như cười hơi sượng. Chị Luân thân mến, chúng ta chỉ còn 2 tấm thẻ nữa thôi. Bây giờ con sẽ rút tấm thẻ này và con hãy giữ bí mật. Và Bảo Ngọc cũng vậy. Khi nào mà hai con rút xong rồi thì chú ra tín hiệu thì hai con mới cùng lật ra. Chúng ta không đọc trước nha. Xin mời con. Rồi giấu đi nha. Nhắm mắt lại luôn. Úp vào trong đừng cho ai thấy. Rồi. Và rút thăm ở vị trí số 6 thì chúng ta chỉ còn một tấm thẻ duy nhất. Và bây giờ sau khi chú đếm 3, 2, 1 chúng ta sẽ cùng lật tấm thẻ ra. 3, 2, 1 xin mời. Huấn luyện viên Thái Bình sẽ về đội của bé Sĩ Luân. Và Phạm Lịch sẽ về với bé Bảo Ngọc. Thiệt là tụi em có linh cảm đúng y luôn. Và ngay từ đầu trước khi các bé bóc luôn á. Có nghĩa là nãy giờ em ngồi á, xong em cứ gọi Bảo Ngọc. Em bảo Bảo Ngọc ơi, cô cảm giác như là Gia Tiên mách bảo là cô cháu mình sẽ về với nhau. Gia Tiên mách bảo luôn rồi. Em nói với mọi người đây, em bảo bây giờ mà bốc chúng Bảo Ngọc là chị xỉu tại chỗ. Bảo là bốc chúng mà xỉu mà không xỉu. Có huấn luyện viên nào chúng ta muốn chia sẻ điều gì không ạ? Ở đây nhà chú Trung là muốn chia sẻ nhất. Chú Trung thử chia sẻ cảm nghĩ của chú hiện tại như nào ạ? Xong rồi để Gia Như nói. Không, thật ra là ở đây mọi người biết là Trung là một người không may mắn khi mà đã từng vào phòng nguy hiểm và bị đổi thí sinh. Cái chuyện đổi thí sinh đó nó là một cái thử thách với chúng ta, vì chúng ta có một khoảng thời gian rất ngắn để tiếp xúc với các bé. Và đặc biệt là cái lần thay đổi này á. Tức là mình không bị gặp lại thí sinh cũ để mình được thử thách bản thân mình. Không, mình thử thách thôi con, chỉ là thử thách thôi con, hiểu không? Chú chỉ muốn thử thách mình ở cái lĩnh vực nhảy múa chẳng hạn. Xin chúc mừng các thí sinh nhí của chúng ta đã lựa chọn được huấn luyện viên cho mình. Và sự thay đổi này sẽ được diễn ra tại tập 9 của Gương Mặt Thân Quen. Và khi chúng ta tiến tới tập 10 thì tất cả vị trí sẽ quay trở lại như cũ. Cho nên là các con đừng quá lo lắng nha. Và đội hình mới của chúng ta như sau. Đội đầu tiên là đội của Bảo Yến, Rosie và bé Khánh Chi. Đội thứ hai là huấn luyện viên Tùng Anh và bé Khả Hân. Đội thứ ba, Phượng Vũ, Nam Phong. Đội thứ tư, Trịnh Tú Trung và Gia Như. Đội thứ năm đó chính là huấn luyện viên Thái Bình và bé Sĩ Luân. Và đội cuối cùng đó chính là huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Bảo Ngọc. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại nút bấm thân quen với đội hình mới này quý vị nhé. Quay trở lại với Gương Mặt Thân Quen mùa này thì rất là nhiều sự bất ngờ đúng không ạ? Và Bảo Ngọc thân mến, tuần vừa rồi thì chúng ta hóa thân thành cô Cẩm Ly, một nhân vật rất là khó. Thì chú hy vọng rằng là tuần sau con sẽ tìm được một nhân vật nào gần với mình hơn và mình dễ hóa thân hơn nha. Dạ. Rồi, sẵn sàng. 3, 2, 1. Xin mời Bảo Ngọc. Wow, sẵn luôn, đứng kế luôn. Phương Mi Chi coi như đứng kế luôn, khỏi hóa trang để từ giờ đến tuần sau diễn luôn. Tuần này có rất là nhiều sự bất ngờ nên là huấn luyện viên Phạm Lịch vẫn còn đang hoang mang, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Gia Như, tuần này sẽ là một thử thách rất lớn đối với chúng ta, phải không nào? Dạ vâng. Và chú hy vọng rằng chiếc nút bấm thân quen này sẽ đem lại may mắn cho con nha. Bây giờ sẵn sàng này. 3, 2, 1, xin mời. Hoàng Thùy Linh. Trời ơi, hóa hình dung ra luôn Hoàng Thùy Linh.
Có khi là con chọn một sân khấu nào mà cô Linh hát với bên nhạc xong rồi chọn chung vào đánh đàn đi con. Có lẽ cái này ok, hợp lý. Xin chúc mừng bé Gia Như và huấn luyện viên Trịnh Tú Trung. Uầy, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình nhờ quay. Chị Lân thân mến, chú hy vọng là với cái sự thay đổi này thì chúng ta sẽ có một bước tiến xa hơn nữa nha con. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Sẵn sàng chưa con? 3, 2, 1, xin mời. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh. Một hình tượng không hề đơn giản con ạ. Nhưng mà chú tin là con sẽ làm được. Cố gắng lên nha. Cô Thái Bình sẽ giúp con làm việc đó. Cô Thái Bình là đã có kinh nghiệm vào cái vai này rồi đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Thế thì chúng ta đừng có hoang mang quá. Mà bây giờ con về con cứ học cô Thái Bình thôi hả? Em không hoang mang nhưng em rất cứng người nha quý vị. Cứng người à? Không sao. Khi mà chúng ta tiếp cận với những thông tin mà chúng ta phải tìm hiểu về nhân vật này là người chúng ta tự mềm ra thôi. Xin mời cô Thái Bình. Nhìn mặt là có nét giống đó. Nhìn mặt là giống đó con. Sao mặt con hoang mang thế? Hay là tại lớp hóa trang của con? Chắc là tại do cái chân mày với đôi mắt chứ con cũng hay cũng thấy cũng bình thường thôi mà đúng không con? Ok và con sẵn sàng chưa nào? 3, 2, 1 xin mời con. Sia. Một nhân vật cũng có rất là nhiều những cái đặc điểm nổi trội để chúng ta có thể sao chép và hóa thân. Chúc mừng con. Khánh Chi, hôm nay chúng ta sẽ thoát ra khỏi chú Eric và tìm đến một nhân vật mới. Con hy vọng sẽ là nhân vật nào nào? Con vẫn giữ vững tinh thần sẽ là một diva hoặc là một danh ca nào đó. Một diva hoặc là một danh ca nào đó. Chúc con may mắn. Chuẩn bị. 3, 2, 1, xin mời. Paola Mafioletti. Về hỏi chị Google nha, chị Google sẽ giải đáp cho con tất cả mọi thứ. Cô Bảo Yến ơi, cố gắng nha, cô Bảo Yến nha. Cái tuần này thôi nha. Hôm nay chú vui lắm, hôm nay chú vui vì được gặp con ở vị trí này. Nỗ lực của mình đã được đền đáp rồi. Và con hy vọng tuần sau sẽ là một nhân vật như thế nào? Lại thế nào cũng được thôi ạ. Lại thế nào cũng được, tầm này là năng lượng mình đang rất là sung rồi đúng không? Thế nào cũng chơi. Thế nào cũng chơi, ok, sẵn sàng. Chuẩn bị. 3, 2, 1, xin mời. Nữ diva Trần Thu Hà. Cô Phượng Vũ có vẻ vui hả? Nhìn cô mặt cô Hà giống cô Phượng lắm. Và thưa quý vị thân mến, chúng ta đã vừa đến với phần chọn nhân vật cho tuần thứ 9. Ngay bây giờ quay trở lại sân khấu sẽ là tiết mục giành giải nhất tuần thứ 8 này. Xin mời quý vị. I knew what happened.
chương trình Gương Mặt Thân Quen được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Chúng ta đã đi đến những chặng cuối của chương trình. Đầu này của anh Nghĩa không có cháy lắm nha mọi người. Đây là quả đầu nhuộm dở. Quá sợ. Nếu mình... bà phù thủy sắp bắt con bướm trên ơi. Bắt em dục qua xong cái ghế này nè. Trời giống quá đi. Còn mới đầu là Binzy là em không chấp nhận nha. Không chấp nhận có một Binzy bụng to mà môi chè như vậy là em không chấp nhận.